Diễn biến của bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vẫn đang nóng lên từng ngày với những thông tin gây chấn động. Sau khi một doanh nhân nga thừa nhận can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, thì trong cùng ngày, một quan chức bầu cử ở Philadelphia cho biết 3.400 phiếu bầu được gửi bằng thư có nguy cơ bị từ chối vì thông tin ghi không chính xác, thiếu ngày tháng hoặc phong bì không có đóng dấu bí mật. Tình trạng này đã khiến cho hàng nghìn cử tri Mỹ bị tước quyền bầu cử một cách không công bằng ngày 5 tháng 11, Tòa án tối cao của bang Pennsylvania đã ra quyết định cấm các quan chức bầu cử địa phương đếm những phiếu bầu bị thiếu hoặc không ghi ngày trên phong bì. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng thành phố Philadelphia, bà Lisa Dilly, đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề lá phiếu được gửi qua thư. Bà Dilly nói với chương trình CNN This Morning rằng quyết định của Tòa án tối cao Pennsylvania đã khiến mọi người thêm nghi ngờ quá trình bầu cử. Đó thực sự là một bi kịch đối với các cử tri ở bang Pennsylvania. Bà cũng tiết lộ tên của những cử tri bị hủy phiếu bầu và kêu gọi họ nhanh chóng gửi lại thư bầu với đầy đủ thông tin để có được lá phiếu thay thế. Cuối tuần qua, quận Allegheny cũng đã công bố hai danh sách gồm 1.000 cử tri bị trả lại phiếu bầu do thư của họ thiếu thông tin cần thiết theo lệnh của tòa án tối cao. Bà Daly nhấn mạnh, tôi vô cùng thất vọng về quyết định của tòa án. Ngày tháng viết tay không phải là vấn đề quan trọng. Đồng thời, việc thiếu ngày tháng không phải là lý do chính đáng để tước quyền bỏ phiếu của một cử tri. Theo CNN, cuộc đua vào Thượng viện đang cạnh tranh gai gắt giữa các ứng viên. Quyền quyết định kiểm soát Thượng viện đang tập trung vào những bang trọng điểm như Pennsylvania. Cuộc tranh cử vào vị trí thống đốc bang cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Việc tòa án Pennsylvania yêu cầu cử tri ký tên và ghi ngày tháng viết tay trên phòng bì đã gây bất bình lớn và một số cơ quan của bang đã nộp đơn kiện tòa án tối cao. Sau 2 năm giữa nhiệm kỳ Tổng thống, các cử tri Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 34 trên 100 ghế trong Thượng viện. Số lượng cử tri tham gia sẽ luôn ít hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bên cạnh đó, các cử tri cũng phải bầu ra thống đốc cho các bang và ba vùng lãnh thổ. Thị trường các thành phố và quan chức địa phương cũng được bầu tại thời điểm giữa nhiệm kỳ này.